Dự báo thời tiết ngày 4 tháng 10, Bắc Bộ nắng hanh, se lạnh, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4 tháng 10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng ngày 4 tháng 10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày 4 tháng 10, ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, 7. Vùng gần tâm bão Krathon cấp 8, 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Ngày 4 tháng 10 ở vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông. Ngoài ra, từ chiều ngày 4 tháng 10, ở vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 4 tháng 10 năm 2024. Thủ đô Hà Nội, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, 3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, gió Đông Bắc cấp 2, 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, có mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Cấm toàn bộ người và phương tiện đi qua cầu Yên Bái. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu người dân, phương tiện không đi qua cây cầu này kể từ 17 giờ ngày 3 tháng 10 và tổ chức phân luồng giao thông đi lại qua cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán và các cầu khác trên địa bàn thành phố Yên Bái. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 Yagi gây mưa lớn kéo dài, kết hợp với mưa lũ ở thượng nguồn đã làm nước sông Thao, khu vực qua cầu Yên Bái, mức nước đo cao nhất là 35,73m, lên cao hơn báo động 3 là 3,73m, mực nước lũ lịch sử năm 1968 là 34,42m, có nhiều rác. Cây trôi làm trôi hai xe kiểm tra cầu. Khi mực nước sông Thao dâng lên gần hệ dàn thép, khoảng 8 giờ 04 phút ngày 10 tháng 9, có một tàu hút cát trôi tự do từ phía thượng nguồn sông Thao đã va xô vào trụ dầm cầu Yên Bái, làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình và tác động đến hệ thống kết cấu, liên kết công trình. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ, là đơn vị có kinh nghiệm và đầy đủ trang thiết bị trong lĩnh vực kiểm tra cầu,
để kiểm tra sói tại các vị trí mố, trụ của cầu Yên Bái. Theo báo cáo số 452 TTK-TDB ngày 3 tháng 10 năm 2024 của Trung tâm Kỹ thuật Đường Bộ, tại vị trí trụ T5 có hiện tượng sói sâu, đường sói cách mũi cọc từ 3,20m tới 6,20m và Trung tâm Kỹ thuật Đường Bộ kiến nghị cấm tất cả các loại phương tiện và người lưu thông qua cầu Yên Bái. Sẽ xử lý triệt để tình trạng xuống cấp trên quốc lộ 51. Ngày 3 tháng 10, Khu Quản lý Đường Bộ 4 phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội, Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn Giao thông, Công an hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm tra, làm việc về thực trạng tuyến quốc lộ 51. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận quốc lộ 51 có nhiều đoạn hư hỏng, xuất hiện ổ voi, ổ gà, một số đoạn mặt đường bị bong chóc, lún sụt. Theo các địa phương, quốc lộ 51 là đường huyết mạch, có lưu lượng xe di chuyển lớn, đặc biệt là xe tải trọng cao. Thời gian qua, đường xuống cấp dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn giao thông, xảy ra nhiều vụ tai nạn, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế. Đại diện Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã hai lần gửi văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải có phương án sửa chữa, nâng cấp kịp thời quốc lộ 51. Theo Sở Giao thông Vận tải, mặt đường bê tông nhựa đã quá tuổi, thực tế hiện nay dặm vá thông thường sẽ không đảm bảo, tuổi thọ không cao. Do đó, đơn vị kiến nghị cắt từng đoạn, thi công làm lại mặt đường để đảm bảo chất lượng. Thời gian qua, tai nạn giao thông ở các nút giao ở Phú Mỹ xảy ra nhiều. Ngoài ra, việc dừng đỗ ô tô trên đường cũng là nguyên nhân xảy ra nhiều vụ tai nạn. Do đó, Sở kiến nghị cấm đỗ ô tô trên quốc lộ 51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ. Các kế hoạch triển khai sửa chữa hiện nay chủ yếu là tạm thời để đảm bảo đi lại, vì thực tế chỉ xử lý được phần ngọn. Chúng tôi mong muốn Khu Quản lý Đường Bộ 4 kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục xin tăng cường nguồn vốn nâng cấp quốc lộ 51 đến nơi đến chốn, ông Phan Trọng Hiền, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu nói. Tương tự, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị chia làn ô tô, xe máy riêng biệt, cắm lại biển báo, sơn vạch kẻ đường để thuận lợi trong công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông. Hiện tại, quốc lộ 51 đã rất báo động với nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Còn Ban An toàn Giao thông Đồng Nai chia sẻ mặt đường của Đồng Nai hư hỏng nặng, rạn nứt, hằn lún, bong chóc mặt đường gây mất an toàn giao thông. Đề nghị duy tu sớm nhất 3 vị trí ngã ba Nhơn Trạch, Sơn Tiên, nút giao đường Đinh Quang Ân đến đường chuyên dùng và các mỏ đá. Đại diện Ban An toàn Giao thông nói, khắc phục tạm hiệu quả không cao và lại tốn kém. Chúng tôi kiến nghị đại tu toàn tuyến quốc lộ 51 vì đây là tuyến đường lớn quan trọng, bởi thực tế việc sửa chữa như hiện nay khó đạt hiệu quả lâu dài. Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu Quản lý Đường Bộ 4 cho biết, từ năm 2023 đến nay, các đơn vị liên quan thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, dặm vá đường để đảm bảo an toàn giao thông. Hơn một năm qua đã hoàn thành dặm vá hơn 16.000m2 ổ gà, sơn lại hơn 11.800m2 tim đường, nạo vét hơn 122.000m rãnh thoát nước. Đơn vị cũng đã phối hợp với các địa phương xử lý 2 điểm đen, một điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hiện nay, tiếp tục xử lý một điểm đen khác tại nút giao cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành đến ngã ba Nhân Trạch, dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm 2024. Bên cạnh đó, cũng đang lựa chọn nhà thầu triển khai hệ thống thoát nước nhiều đoạn qua tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, dự kiến hoàn tất vào đầu năm 2025. Riêng phần sửa chữa mặt đường và sơn vạch kẻ đường sẽ hoàn thành trong tháng 11 năm 2024. Còn kế hoạch năm 2025 dự kiến sẽ có thêm 28,6 tỷ đồng dành cho việc sửa chữa nền đường, mặt đường. Ông Thành chia sẻ thêm, mặc dù kinh phí duy tu thường xuyên hạn chế, nhưng Khu Quản lý Đường Bộ 4 vẫn yêu cầu các nhà thầu nỗ lực sửa chữa. Hiện nay, lưu lượng lên đến hơn 60.000 xe trên một ngày đêm, gấp nhiều lần so với thiết kế ban đầu, cộng thêm mưa liên tục khiến quốc lộ dễ hư hỏng. Cũng theo ông Thành, Khu Quản lý Đường Bộ 4 đã báo cáo Cục Đường Bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt thêm kinh phí nhằm sửa chữa kịp thời những hư hỏng phát sinh, khắc phục nhiều đoạn đường bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa bão. Cục Đường Bộ Việt Nam cũng đang trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm triển khai nhanh chóng dự án khắc phục hậu quả. Đồng thời, kế hoạch sửa chữa năm 2025 sẽ bổ sung thêm 51 tỷ đồng để xử lý các vị trí xung yếu, hư hỏng nặng và những đoạn vạch sơn đã mòn và mờ trên tuyến. Ông Thành nói, thời gian qua vào mùa mưa nên chủ yếu dặm vá tạm thời, khi thời tiết ổn định hơn, công tác sửa chữa sẽ được hoàn tất triệt để nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn cho tuyến đường. Đối với khu vực trước khu du lịch Sơn Tiên, BVEC sẽ xử lý vào ngày 6 tháng 10,
Thời gian khoảng 4 ngày, bao gồm đào xới, cào bóc, làm lại mặt đường.